Chào mừng bạn đến với Turato, túi lan tỏa tri thức, góp sức thành công. Thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng các bạn trên hành trình khám phá tri thức mới. Xã hội luôn thay đổi từng ngày. Mỗi chúng ta cần phải có tư duy khác biệt mới có thể tạo ra được cơ hội phát triển. Cuốn sách Tư duy đột phá sẽ giúp chúng ta hình thành nên những giải pháp đột phá mang lại hiệu quả lâu dài. Tư duy đột phá là phần mềm cho trí não, một phương pháp suy luận toàn cuộc, mở rộng quá trình sáng tạo. 7 nguyên tắc của tư duy đột phá sẽ giúp bạn sẵn sàng để phát triển và áp dụng cho những thay đổi khả thi nhất ngay từ hôm nay. Giáo sư tiến sĩ Yuval Harari là tiến sĩ về kỹ thuật công nghiệp năm 1949 tại Đại học Purdue và là thành viên danh dự của Viện Nghiên cứu Vận hành và Khoa học Quản lý, Viện Kỹ thuật Công nghiệp Quốc gia, Hiệp hội Đào tạo Kỹ sư Hoa Kỳ AFPE và được bầu làm thành viên Viện Hàn Lâm Kỹ thuật Hoa Kỳ từ năm 1986 vì những đóng góp của ông vào việc phát triển kỹ thuật công nghiệp, khoa học kế hoạch liên ngành và tư duy thiết kế hệ thống. Còn tiến sĩ Giorgio Hibiro là một trong hai nhà sáng lập phương pháp tư duy đột phá từ những năm 1979. Giáo sư Hibiro và đội ngũ đã phát triển, phổ biến các triết lý, phương pháp tiếp cận các công cụ thực hiện APT tại các công ty, tổ chức Nhật Bản và toàn cầu. Đồng thời, giáo sư Hibino đã tham gia cố vấn về quy hoạch và tư duy đột phá cho những cơ quan chính phủ trung ương và địa phương tại Nhật Bản, cũng như một số quốc gia. Với những đóng góp trong quá trình hoạt động, giáo sư Hibino đã được trao tặng các giải thưởng Ban Memorial lần thứ 14, giải thưởng Best Patent, giải thưởng thành tựu khoa học William E. Owen năm 1999. Tư duy đột phá được chia làm 3 phần. Phần 1. Bạn, con người truyền thống. Chương 1. Tùy thuộc ở bạn, việc xác định mục đích để giải quyết vấn đề giúp bạn tập trung nỗ lực vào các lĩnh vực mà bạn có thể tạo ra kết quả hữu hiệu. Nhưng bất kỳ vấn đề nào cũng có nhiều tầng mục đích khác nhau, nên bạn hãy đặt câu hỏi, mục đích của hành động này là gì? Tầng mục đích này chứa đựng nhiều giải pháp, trong đó số giải pháp có thể không bao giờ được xem xét tới, nhưng đó chính là những giải pháp mang đến sự đột phá. Bài học rút ra được từ các nguyên tắc tư duy đột phá là 1. Nguyên tắc về sự khác nhau độc đáo. 2. Nguyên tắc triển khai mục đích. Những vấn đề của con người gần như là vô tận, vì mỗi vấn đề luôn kéo theo nhiều vấn đề khác nhau. Nhưng các vấn đề phát sinh rất khó dự đoán và không có quy luật, nên giải pháp cho vấn đề này rất hiếm khi thích hợp với vấn đề khác. 3. Nguyên tắc giải pháp tiếp theo. 4. Nguyên tắc thiết lập hệ thống. 5. Nguyên tắc thu thập thông tin giới hạn. 6. Nguyên tắc lôi kéo người khác tham gia. 7. Nguyên tắc thay đổi và cải tiến liên tục. Chương 2. Vấn đề kéo theo vấn đề. Trong cuộc sống, ngay khi nghĩ rằng chúng ta đã xử lý được một vấn đề thì chúng ta lại nhìn thấy một vấn đề mới, vì cuộc sống là chuỗi vấn đề hỗn hợp hoặc nối tiếp nhau. Sẽ trang bị cho bạn quy trình suy luận để đi đến các ý tưởng đột phá và giúp bạn tiên liệu hay nhận ra những vấn đề cần phải tiếp tục xử lý. Chương 3. Tiến đến sự đột phá mở rộng, cơ hội thành công của bạn. Trong tư duy truyền thống, con người có nhiều cách giải quyết vấn đề, mỗi cách có thể đưa đến các giải pháp khác nhau. Thực tế, đòi hỏi phải có một phương pháp giải quyết vấn đề mà trước hết chúng ta phải xác định mục đích, sau đó định rõ phương cách hành động để đạt được mục đích ấy. Đây là phương pháp hoàn toàn mới của tư duy đột phá. Phương pháp này dựa trên những bằng chứng khoa học đáng tin cậy từ những phát hiện gần đây của ngành thần kinh học về hai bán cầu não của con người. Tư duy đột phá kết hợp chặt chẽ và thay thế cho tất cả các phương pháp giải quyết vấn đề trước đây. Để thay đổi cuộc sống con người, phải thay đổi và thể hiện một cách tư duy mới. Phần 2. Tăng cường hiệu năng hoạt động cá nhân. Chương 4. Nguyên tắc về sự khác nhau độc đáo. Chương 5. Nguyên tắc triển khai mục đích. Chương 6. Nguyên tắc giải pháp tiếp theo. Nguyên tắc giải pháp tiếp theo cho rằng sự thay đổi hoặc hệ thống mà bạn thiết lập trong hiện tại phải căn cứ vào những kết quả mà giải pháp sẽ mang lại trong tương lai. Chương 7. Nguyên tắc thiết lập hệ thống. Tư duy đột phá có cách giải quyết phần chìm của những vấn đề và giải pháp bằng một công cụ hiệu quả
được gọi là ma trận hệ thống. Nguyên tắc thiết lập hệ thống có tư duy đột phá mang đến cho bạn một ngôn ngữ chung để trao đổi và mô tả ý kiến và đề xuất. Những đặc điểm chi tiết của cấu trúc nền tảng tồn tại sau khi được xác lập và thực hiện. Thông tin về cấu trúc hoặc giải pháp sẽ hoạt động như thế nào khi chúng được kích hoạt. Những hoạt động và sự kiện chính cần có. Các tài liệu về mục tiêu, giải pháp tiếp theo, ngăn ngừa thái độ tự mãn, suy đoán tương lai và tập trung vào các yếu tố và xu hướng quan trọng. Kết quả và tác động tích cực của ma trận hệ thống là rất lớn. Đó giúp cho bạn khám phá cơ hội. Vì thông tin cơ bản trong các ô ma trận cho phép bạn hành động nhanh hơn khi cần thiết. Cảm xúc, hình ảnh và niềm tin của bạn được kích thích qua việc hạn chế những đánh giá sai lầm về các ý tưởng, quan điểm hoặc kiến nghị của người khác. Chương 8. Nguyên tắc thu thập thông tin có giới hạn. Để áp dụng nguyên tắc thu thập thông tin có giới hạn, trước tiên bạn hãy xác định các mục đích của thông tin và hệ thống hoặc vấn đề mà bạn nghĩ là bạn cần thu nhập. Vì nếu bạn chỉ nghĩ tìm kiếm thông tin thì bạn chỉ nhận được thông tin mà thôi. Nếu kiên trì áp dụng nguyên tắc, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian, giảm chi phí và sức lực bỏ ra. Chất lượng thông tin cao hơn, tương tác tốt hơn giữa người phụ trách dự án và người chịu tác động của dự án. Lưu trữ, báo cáo ít hơn. Chương 9. Nguyên tắc lôi kéo người khác tham gia. Nguyên tắc này có tác dụng nâng cao khả năng sáng tạo, khả năng khai thác, yếu tố con người, khắc phục tính kiêu ngạo của người đảm nhiệm dự án, tránh được những sai lầm trong quá khứ, vượt qua những trở ngại về tình cảm, văn hóa và môi trường, tránh xu hướng áp dụng những hệ thống kiểm tra, giám sát thái quá. Ngoài ra, nguyên tắc này còn đem đến những lợi ích là tạo điều kiện cho người thực hiện tốt công việc với tinh thần tự tin, lòng nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp của tổ chức công ty. Chương 10. Nguyên tắc cải tiến liên tục, không có sự chắc chắn nào về tuổi thọ của sự thay đổi hiện tại. Sửa chữa trước khi hỏng là một lời kêu gọi có tiếng vang lớn trong thế giới cạnh tranh hiện tại. Để giữ một hệ thống khỏi bị phá vỡ, chúng ta nên vạch kế hoạch thực hiện những thay đổi sâu rộng dựa vào nguyên tắc giải pháp tiếp theo và nguyên tắc cải tiến liên tục. Không chỉ vấn đề phát sinh ra, vấn đề mà cả giải pháp cũng vậy. Hãy xây dựng mô hình mới trên đỉnh thành công hiện tại. Nhưng tư duy đột phá chỉ cho bạn cách phá vỡ các quy định đó một cách hiệu quả nhất. Phần 3. Bạn, con người hiệu quả. Chương 11. Sức mạnh của sự kết hợp, 7 nguyên tắc tư duy đột phá. Sự đột phá có xu hướng ngày càng tăng. Nếu bạn áp dụng các nguyên tắc thường xuyên lặp đi lặp lại, bạn sẽ càng gặt hái được kết quả tốt hơn và gia tăng những giải pháp tiên tiến hơn. Tư duy đột phá còn có ý nghĩa hơn cả thời khắc các phép màu xuất hiện. Nó mang đến cho bạn cảm giác vỡ òa, à ra thế, đầy cảm hứng. Chương 12. Chúc mừng bạn đến với tương lai. Áp dụng tư duy đột phá, bạn sẽ thấy sức mạnh của niềm tin và sức mạnh của hành động tích cực. Không phải bằng tài năng kỳ diệu hoặc siêu nhân, mà bằng cách khám phá ở bản thân, bạn và người khác, khả năng kiểm soát tình huống hiện tại, hướng nỗ lực đến những giải pháp lý tưởng hơn, tiếp thu cả những kiến thức dù không liên quan đến lĩnh vực của bạn. Nhưng đó là những điều cần thiết cho trí thức của con người, vì tư duy đột phá sẽ là thách thức tiếp theo đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực suốt đời. Tư duy đột phá là quyển sách quan trọng dành cho những người muốn phát triển kỹ năng và tài năng trong việc tạo ra những giải pháp sáng tạo. Sách đặc biệt phù hợp cho những nhà điều hành và quản lý, các lãnh đạo chính trị, các nhà hoạt động trong các ngành công nghiệp, chính phủ, tổ chức giáo dục, tổ chức phi lợi nhuận, cần có khả năng giải quyết vấn đề. Trước khi lên Google, tôi thường ngay lập tức tra cứu và kết quả ra hàng ngàn thông tin hiện ra, rất khó để chọn lọc. Nhưng khi đọc xong cuốn sách này, tôi đã biết cách để có thể chọn lọc và tìm hiểu, tìm kiếm một cách hiệu quả nhất, rút ngắn thời gian tìm kiếm. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe review cuốn sách Tư duy đột phá từ Turato. Nếu yêu thích những nội dung chúng mình chia sẻ, hãy nhấn like, subscribe để có thể đón xem những video sớm nhất nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi Turato. Tạm biệt và hẹn gặp lại.